Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới hương xin kính chào quý Phật tử đồng hương đang theo dõi chương trình Vi Diệu Pháp Giảng Kinh Niệm Phật. Hôm nay chúng ta vô tiếp phẩm thứ 5 là phẩm đặc biệt của Kinh Di Mật Cật, nói về Bồ Tát Văn Thù đã chịu đi thăm Di Mật Cật và hai vị thượng thủ đang đối đáp với nhau. Chúng ta tiếp tục nhé. Chúng ta nhớ là ở phẩm số 1 thì lúc đó Di Ma Cật khuyên các bạn bè, khuyên đại chúng mà đến thăm bệnh cho mình á, là hãy chán cái thân vô thường này đi, vì nó là bất tịnh, là nó là dơ giấy, vì nó là sanh già bệnh chết rồi mai mốt cũng đi thiêu hay là cũng đi chôn thôi. Mà khuyên tất cả các vị nên chiêm ngưỡng và nên khát ngưỡng có cái thân như Đức Phật, là cái thân của giới định tuệ, là cái thân của phước báo trọn vẹn. Và bây giờ đi đến cái phẩm thứ 5 này rồi, là trải qua 5 phẩm rồi và nghe được nhiều cuộc phán đáp Phật Pháp của Đức Phật và chư đại đệ tử rồi, và trưởng dưỡng cái hạt giống thánh thai đến cái trình độ này cao hơn. Cho nên đến đây ấy, thì Duy Ma Cật ấy, là bắt đầu bảo mọi người ấy, thì rằng là hãy dùng cái thân này để độ sạch. Cái hàng trước kêu đẩy đi, đừng có mê, đừng có phí, đừng có ái cái thân. Đã ái cái thân mình rồi còn ái cái thân người khác, rồi tốn tiền chăm sóc, trang điểm, nuôi nắng yêu chiều, khóc lên khóc xuống, giận lên giận xuống, ghen nhau này kia cũng vì cái thân. Nhưng mà đến đây trình độ cao rồi thì Ngài nói hãy dùng cái thân để độ sạch. Biết thân là giả thì đi làm công quả cho nhiều. Biết thân là giả cho nên đi quét sân cho nhiều. Biết thân là giả cho nên lăng xả phục vụ người khác cho nhiều. Biết thân là giả cho nên dùng cái thân này để tu tập mau thành chánh quả. Giống như người mượn chiếc bè của cái thân để qua sông. Qua đến sông rồi thì chiếc bè để lại, giống như là cái thân này để lại. Bệnh là một phương tiện độ sanh. Nếu không bệnh thì mình sẽ không hiểu và không cảm thông được cái người bị bệnh. Cho nên phải lấy bệnh mình mà ra thương bệnh của người. Các người thân bệnh đã hiểu chút ít rồi, cho nên bây giờ trình độ cao hơn và khuyên các vị không nên bỏ cái thân này mà dùng thân này để độ sanh. Không nên bỏ mặt chúng sanh đang đau khổ chung xung quanh. Cho nên giới hương mà nhiều khi nghe ai rên rỉ hay nghe ai than phiền này kia, giới hương hay khuyên á, ngó lên thì không bằng ai, nhưng mà ngó xuống mình hơn nhiều người. Chung quanh mình còn nhiều người khổ hơn nhiều. Mình phải trưởng thành đi, mình phải lớn lên, mình bao dung lên, mình lo người khác hơn là mình cứ nương tựa người khác. Vì nắm ý này á, cứ muốn nương tựa, cứ muốn dựa dẫm, cứ muốn nhận của người khác, nhưng mà trong khi chung quanh mình là nhiều người đang khổ lắm. Mình phải trưởng thành, mình phải phát huy hết khả năng của mình để phục vụ những người xung quanh của mình. Thì như vậy cái thân này có ý nghĩa. Đó là ý của phẩm số 5. Bồ Tát phải điều phục thế nào khi có bệnh? Bồ Tát bệnh phải nghĩ như thế này. Bệnh là do các phiền não, những tri giác sai lầm chất chứa trong quá khứ. Cái gốc của những phiền não và tri giác sai lầm đó là ngã tưởng. Ngã tưởng là cái khái niệm về ngã, các ảo tưởng về một cái ta thường tại độc lập. Vì vậy, những cái tưởng những người chung quanh làm cho mình đau khổ, nhưng mà sự thật, sự đau khổ của một người cũng là sự đau khổ của tất cả, và chúng ta phải cứu mình và cứu người. Kinh Bảo Tích kể một câu chuyện. Có một người lụm một cục đá ném vào con chó. Đau quá, con chó chạy theo cái cục đá để sủa. Quý vị thấy vậy con chó đúng hay sai? Người ta quăng về, nó đau quá, nó quậy lại, nó tức giận cái hòn đá đó. Nó gặm cái hòn đá, nó cắn nát cái hòn đá, nó đẹp mặt đá. Quý vị thấy vậy đúng hay sai? Nếu người có trí là không giận cái hòn đá, mà dặn cái tay, mà dặn cái người mà quăng đá. Cũng như vậy, mình đau khổ là không phải dặn mình, mà do cái vô minh của
của mình, mà không có đủ thừa người làm cho mình khổ, mà do cái vô minh của mình, không phải là sáu căn. Cho nên cần phải chuyển hóa cái nhận thức, cái chánh tri kiến của mình. Khi mình nhận thức đúng và mình có chánh tri kiến thì cái vô minh, cái bóng tối nó sẽ biến mất. Những người mà hay thù ghét gia đình xã hội rồi chạy vào chùa thì cũng không giúp được. Thiệt sự khi mình thù ghét sân giận như vậy thì mình phải chuyển hóa cái tâm của mình. Để chùa có giúp mình cơ hội hay khả năng điều kiện để mình hòa với gia đình, phải hòa với xã hội, nhưng mà chính là cái tâm chuyển hóa của mình. Câu hỏi kế tiếp, làm thế nào để vượt khỏi pháp tưởng? Phải thực tập ngã và ngã. Ngã sở, ngã là cái thân của mình, I am me. Ngã sở là me, my, sorry, my là của tôi. Chấp cái này là tôi, thì chấp cái này là của tôi, chị lấy không được à. Lấy thì phải xin phép cái của tôi. Khi mình chết đi thì cái tôi mất và cái của tôi cũng mất. Cho nên rằng là cảm thọ hay tất cả tri giác hay tất cả tâm hành mà cuộc đời của mình trong mấy chục năm nay mình đang xoay vòng tôi và của tôi đó đều là chấp. Ngoài chấp sắc thân của mình còn chấp thọ tưởng hành thức cũng là của mình. Chấp thân trong tôi và tôi trong thân, có một cái linh hồn nó đang gá vào ngay trái tim bộ não này, chấp là như vậy. Chấp vũ trụ này là tôi và tôi là vũ trụ. Vũ trụ trường tồn vĩnh cửu, tôi cũng trường tồn vĩnh cửu. Giống như bên Ấn Độ có cái phái Bà La Môn đó, Hindu đó, tư tưởng của Ba Di Sát đó, chắc có một cái đại ngã, đại phàm là thường hằng. Đạo Phật là con đường trung đạo, không chấp thường và không chấp đoàn. Vô sở đắc, không được và không mất, không trong và không quan ngoài, không cần đạt được điều gì vì tất cả đều đã đầy đủ, vì tất cả vốn đã có mặt. Cho nên Đức Như Lai nói là không ngờ dưới gốc cây Bồ Đề vừa giác ngộ, ngài nói không ngờ tất cả chúng sanh có đầy đủ đức tướng trí tuệ như Đức Như Lai. Niết bàn không nằm trong, không nằm ngoài, không nằm ở thời gian, không gian. Vì vậy thế giới của sanh tử luân hồi phiền não, Bồ Tát cũng ở trong đó cũng cảm thấy an toàn. Đó là lý do Bồ Tát Di Ma Cập từ cõi diệu hỷ của Đức Phật A Xuất mà thị hiện xuống A Di Đà để độ nhóm chúng ta. Đó là nhờ vậy mà Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục độ người không mệt mỏi, không cần chạy đi tìm niết bàn. Vô sở đắc, không nằm trong và ngoài, vì vậy tất cả đều là nhà. Đó là Bồ Tát có bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các khổ sanh già bệnh chết là Bồ Đề của Bồ Tát. Sanh lão bệnh tử là thế giới giác ngộ của Bồ Tát. Vì bản chất của sanh lão bệnh tử là Bồ Đề, là niết bàn, là giác ngộ. Cho nên Bồ Tát an trú trong cảnh giới của sanh tử niết bàn mà vẫn thấy thảnh thơi không mệt mỏi. Những gì chúng ta làm hôm nay, chẻ củi, nấu cơm, tụng kinh, thiền tọa đều hồi hướng cho mình và tất cả chúng sanh, thì mình mới là Bồ Tát thật sự. Vân Thù cũng ở trong chương này cũng nói về cái quán thân giống như tứ niệm xứ, nhưng mà cái hướng cao lên là biết thân là bất tịnh, là vô thường, vô ngã, khổ không, ngoài cho nên phục vụ, tận lòng phục vụ. Nhưng ngoài ra còn biết được cái bản thể của cái thân này là vô thường, là thường lạc ngã, ngã tịnh. Và Di Ma Cập đưa chúng ta đến cái cửa của bất nhị, không kẹt thường lạc ngã tịnh hay là vô thường, khổ không, vô ngã, rất sâu. Vâng, tiếp đến phẩm thứ 6 là phẩm bất tư nghì. Bất tư nghì nghĩa là bất là không, tư là suy nghĩ, nghì là nghĩ đến, không thế nào nghĩ đến được. Chúng ta cái hiểu của loài người, cái biết của loài người, của
người. À, thì chúng ta chỉ hiểu về cái khái niệm sơ thôi. Nóng lạnh, nước nóng, nước lạnh, tự mình biết, tức là chứng quả một trải nghiệm đến đâu thì cái người chứng ngộ mới biết được. Dùng những phương pháp khéo léo độ sanh khó nghĩ bàn, phẩm thứ sáu này nói về dùng những cái phương pháp độ sanh rất là kỳ diệu. Và phẩm này là Xá Lợi Phất và Duy Ma Cập Đợi Đạt. Phẩm số 5 là Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cập. Lúc đầu Duy Ma Cập thấy rất đông Bồ Tát, các vị thanh văn, chư thiên đến thăm. Được không ạ? Cho nên Xá Lợi Phất rất là thực tiễn. Chà, bàn ghế đâu ngồi nha, chỉ có một cái giường vậy. Thì lúc đó Duy Ma Cập đọc được tư tưởng của Xá Lợi Phất, cho nên mới nói rằng là Ngài vì tôi mà đến, Thầy đến đây là vì chỗ ngồi hay là vì cầu pháp, hay chưa? Chứ là đến đây để tìm cái ghế ngồi, hay là đến đây để thăm bệnh tôi, đến đây để cầu pháp. Rất là hay. Cái vị Bồ Tát mà giác ngộ, Ngài không có đi lòng vòng. Hỏi, không nên đem năm uẩn của mình ra để cầu pháp, tức là đem cái thân này ra để cầu pháp. Khi mà hỏi như vậy thì Duy Ma Cập nói quên, Xá Lợi Phất nói tôi đến đây để cầu pháp chứ phải cầu ghế, tôi nghĩ cái ghế vậy thôi chứ tôi đến đây là để cầu pháp. Thế thì Duy Ma Cập mới nói tiếp là không nên đem cái thân năm uẩn này để cầu pháp. Thân năm uẩn là cái xác thân này, đem cái xác thân này để cầu pháp à? Không nên. Ý rất cao. Thường là mình nghĩ là đem cái thân này để tụng kinh, đem ăn no để đi tụng kinh, ngủ ngon để mà sáng mai đi công quả Bồ Tát, là mình đem cái thân năm uẩn này. Nhưng mà với Ngài Duy Ma Cập thì không có đem cái thân đó để đi cầu pháp hay là để đi tụng kinh Bồ Tát. Không cầu pháp đó mới là cầu pháp. Đây, nên ý Bát Nhã là không, mà không phải là không đó. Bố thí không phải bố thí mới là bố thí, cầu pháp không phải cầu pháp mới là cầu pháp. Cho nên không cầu pháp đó mới là cầu pháp. Vì sao? Vì không tới cho nên tôi đã tới, vì không đi cho nên tôi đã đi. Nói như vậy mới là không bị Ngài Duy Ma Cập để gãy. Ngài Duy Ma Cập á, là hỏi mình mà nói một bên là bị Ngài bẻ gãy. Cái cách của Ngài là cách của Bát Nhã, cách của Ngài là cách của Kim Cương. Giả tỷ như nói ăn cơm chưa, mình sẽ trả lời là ăn, không phải là ăn mới gọi là ăn. Nói vậy là không bị bẻ. Mà nói con ăn rồi, bún riêu rất ngon, sao nhà chặt quá không có ghế, trưa rồi sao có cơm ăn, giảng pháp bất thối chuyển, giảng pháp từ bi tâm vân vân, đều là bị kẹt hết. Pháp không chỗ nghĩ bàn, tự đủ, đâu có đợi tu cho để cho lớn lên. Muốn cầu pháp mà để lại khổ đau đằng sau, chạy theo cái hạnh phúc không khổ đau, thái độ đó chưa phải gọi là bất nhị, chưa phải gọi là không ai. Thái độ, cái tinh thần cầu pháp cao nhất, nghĩa là không kẹt chỗ nào cả hai bên. Bữa nay mình nắm được cái ý trả lời của Ngài Duy Ma Cập rồi đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp cái phần của Ngài Duy Ma Cập và Văn Thù Sư Lợi vào phần tới nữa nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe. Chúc các vị ngày mỗi ngày trí tuệ càng khai mở. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Pháp Thoại kỳ tới. Nam Mô A Di Đà Phật.